Tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, người tuyên bố: Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ngày hôm nay bước vào ngày thứ ba trong nhà tuần thánh. Tuần thánh mời gọi mỗi người chúng ta hãy bước đi cùng với Đức Giêsu Kitô. Tuần thánh cũng là một thời gian để chúng ta kiểm nghiệm lại cái con đường của chúng ta, cái con đường chúng ta bước theo Ngài. Và mỗi ngày trong đời của chúng ta, Thiên Chúa luôn luôn mời gọi chúng ta đến với Người bằng chính cả trái tim của chúng ta, bằng chính tinh thần và sức mạnh của chúng ta. Giống như Giuđa ngày hôm nay, Giuđa cũng nhiều lần Chúa mời gọi bước theo cùng Ngài, nhưng hôm nay thật sự Ngài đã từ chối bước đi vào cùng với Đức Giêsu Kitô trong tuần thánh, từ chối mang lấy thập giá của Chúa như là một thập giá của mỗi người chúng ta. Lắm lúc chúng ta không thành tâm để bước đi trọn cuộc đời của chúng ta với Chúa, từ bỏ hy sinh, từ bỏ chính mình và sẵn sàng như Chúa của chúng ta trong tuần thánh này. Và ngày hôm nay chúng ta hãy thinh lặng để chúng ta hãy lắng nghe cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, dành cho Giuđa. Mà tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho Giuđa còn hơn, lớn hơn cả cái tội lỗi của ông Giuđa, lớn hơn tới mức mà là trái tim của Ngài đau đớn vô cùng, thổn thức khi Giuđa rời xa vòng tay của Ngài. Có lẽ nếu Chúa không yêu Giuđa, sự phản bội ấy cũng chẳng làm Ngài quặn lòng thổn thức. Chính tình yêu ấy, Chúa Giêsu đã đón nhận tất cả với niềm tin tưởng phó thác trong bàn tay của Thiên Chúa Cha. Do đó, bước vào trong tuần thánh này, mời lời mời gọi mọi người chúng ta phải một lần nữa nhìn vào nội tâm của chúng ta để bước vào đi với Ngài. Amen.